Thủ tướng Đan Mạch bị hành hung. Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen bị một người đàn ông xô đẩy tại quảng trường ở thủ đô Copenhagen, chưa rõ động cơ của nghi phạm. Thủ tướng Mette Frederiksen bị một người đàn ông hành hung tại quảng trường Futovet ở thủ đô Copenhagen tối ngày 7 tháng 6. Nghi phạm đã bị bắt, văn phòng thủ tướng Đan Mạch cho biết, thêm rằng bà bị sốc trước sự việc. Nhân chứng Marie Adrian và Anna Raven nói rằng họ nhìn thấy thủ tướng Frederiksen tới quảng trường vào khoảng 18 giờ. Người đàn ông đi ngược chiều và huýt mạnh vào vai thủ tướng, khiến bà ngã sang một bên, hai người kể lại. Cú đẩy tương đối mạnh nhưng bà Frederiksen giữ được thăng bằng, không bị ngã xuống đất. Thủ tướng Đan Mạch sau đó đến ngồi ở quán cà phê gần đó. Người đàn ông tấn công bà Frederiksen có dáng người cao, gầy và đã cố gắng bỏ chạy sau sự việc, nhưng nhanh chóng bị bắt và ghì xuống đất. Danh tính và động cơ của người này chưa được tiết lộ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola đã lên án vụ hành hung bà Frederiksen. Ông Michel gọi đây là hành vi hèn nhát, trong khi bà Metsola kêu gọi Thủ tướng Đan Mạch hãy kiên cường và khẳng định bạo lực không có chỗ trong chính trị. Sự việc xảy ra sau nhiều cuộc tấn công các chính trị gia Đức tại nơi làm việc hoặc tại sự kiện vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử của EU tuần này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 15 tháng 5 bị bắn ở cự ly gần trong lúc đang nói chuyện với người ủng hộ bên ngoài cuộc họp ở thị trấn Handova. Ông Fico ngày 5 tháng 6 tuyên bố tha thứ cho nghi phạm và dự kiến quay trở lại làm việc từ cuối tháng này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.